Căn bệnh xương khớp ấy là rối loạn chuyển hóa mà gây ra. Ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Tuy nhiên để có thể khỏi được hoàn toàn căn bệnh xương khớp đấy thì không ai dám cam kết. Lý do tại sao ạ? Tại vì để khỏi được bệnh xương khớp cần rất là nhiều giải pháp khác nhau, nhiều công cụ khác nhau chứ không phải chỉ sử dụng một hoặc hai ba giải pháp nhé. Ví dụ các bạn có vấn đề liên quan đến thoái hóa lưng hoặc là làm sao ạ? Tràn dịch khớp gối thì các bạn hay là đi ra hiệu thuốc hoặc là đi ra khám bệnh thì bác sĩ sẽ cơ đơn bốc thuốc cho các bạn. Cái thuốc mà các bạn đang nhận được đấy thì Kim Toàn có thể khẳng định này là vitamin D, glucosamine, canxi, thuốc giảm đau và một vài loại vitamin giúp cho cái ổ khớp của bạn nó hiệu quả hơn, đúng không? Nó có nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên ấy, đấy chỉ là cái giải pháp tạm thời ngay tại thời điểm đó là giúp các bạn giải quyết ngay đỡ đau đã. Ok, tốt, tuyệt vời. Còn cốt lõi của vấn đề đấy, tại sao cái ổ khớp của bạn hỏng, cái bộ xương của bạn hỏng nó phải có nguyên nhân chứ? Mà cái nguyên nhân thì chúng ta không biết nguyên nhân từ đâu tới. Thậm chí bác sĩ cũng không biết nguyên nhân và bác sĩ cũng chẳng hỏi nguyên nhân luôn, đúng không? Thì nhưng mà những người có cái chuyên môn để hiểu được cái nguyên nhân đó đấy thì thường phải là bác sĩ gia đình. Các bạn thấy rồi đấy, nước ngoài hay là các nước tiên tiến ấy, họ hay có bác sĩ gia đình. Có nghĩa là họ sẽ chia sẻ kiến thức tại sao mà chúng ta lại bị như vậy thì chúng ta sẽ phòng tránh và nâng cấp sức khỏe của mình một cách chủ động. Tránh trường hợp là chúng ta đến bệnh viện gặp bác sĩ, chúng ta có vấn đề về khớp gối, chúng ta chưa bao giờ bảo dưỡng chăm sóc khớp gối cả. Chỉ khi có vấn đề chúng ta mới đến bệnh viện tìm bác sĩ. Mà bác sĩ trong bệnh viện ấy, người chữa khớp gối thì chỉ làm khớp gối thôi. Và người chữa thoái hóa cổ chỉ làm thoái hóa cổ thôi, chuyên nghiệp. Chứ không phải có chuyện ông bác sĩ gối này mà lại nói chuyện sang dinh dưỡng, sang tập luyện, giáo dục thể chất như Kim Toàn đúng không? Làm như vậy là sẽ làm loạn cái quy trình của bệnh viện nên hỏng. Và cũng chẳng ai chấp nhận cho người đó làm việc như vậy cả. Chính vì vậy mà hầu hết các bác sĩ về hưu bao giờ cũng mở phòng khám tư ở nhà. Thì đó chính là bác sĩ gia đình đấy. Tuy nhiên ấy, do cái khối lượng công việc rất là nhiều, thành ra làm sao chỉ chữa trị cái bệnh đấy đã không hết việc rồi, hết ngày rồi. Thời gian đâu mà chia sẻ các kiến thức khác, rất là khó đúng không ạ? Thì nước ngoài khác nước Việt của chúng ta là như vậy. Chính vì vậy các bạn phải làm sao tự chăm sóc sức khỏe mình một cách chủ động thông qua cái việc làm sao thường xuyên tương tác tập luyện cùng với Kim Toàn. Và trong cái quá trình đó thì Kim Toàn mới chia sẻ với các bạn rằng là còn rất nhiều cách khác nhau để giúp các bạn khỏe cái xương khớp của mình lên, đỡ khỏi và khỏi hoàn toàn cái tràn dịch khớp gối, gai gót chân hay là thoái hóa tất cả đốt thắt lưng thoát vị gì đó, đúng không? Bao gồm các kiến thức sau: ăn uống dinh dưỡng khoa học lành mạnh và thức ăn cho từng bộ phận. Xương nó ăn cái gì thì mình cho nó ăn cái đó. Nó có ăn cơm đâu, nó có ăn rau đâu, nó ăn canxi, nó ăn đạm cơ mà, nó ăn phốt pho cơ mà, thì nó mới tạo được ra xương đúng không ạ? Có thể chúng ta không biết còn rất nhiều giải pháp khác để giúp chúng ta khỏe mạnh từ trong ra, chứ không phải là có bệnh rồi mới chữa nhá. Rồi, rất là tuyệt vời. Chỉ cần các bạn tập luyện thường xuyên với Kim Toàn lặp đi lặp lại và phải đo lường được có nghĩa là ngày hôm nay giả thiết các bạn chỉ giơ tay đến đây thôi, thoái hóa khớp vai rồi đúng không, đau vai gáy rồi, nhưng sau một thời gian nó sẽ duỗi ra thêm được một chút, có nghĩa là có kết quả, đang có kết quả tốt đấy, thì cứ thế phát huy tiếp lên thôi đúng không? Phải đo lường được thì mới thấy hứng thú, mới tập luyện tiếp đúng không? Và trong quá trình tập luyện thì Kim Toàn nói nhiều lắm, nói rất là nhiều, và cái đó mới là cái vấn đề cái cốt lõi trong cái đầu của mình phải thay đổi này. Các bạn muốn làm ra bông hoa này đúng không? Thì phải biết được cái cách làm ra bông hoa đúng không? Chứ không phải muốn làm ra bông hoa này nhưng mà không muốn đi mua cho nó nhanh thì đó chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, mong được gặp các bạn đến hết tất cả những bài tập của Kim Toàn đến tận phút cuối cùng. Ngay phút này đây, cái sự chia sẻ của Kim Toàn, nhờ có các bạn mà Kim Toàn mới truyền đạt được kiến thức của mình tới cộng đồng. Cảm ơn rất nhiều. Chào mừng các bạn đến thử thách yoga 90 ngày dành riêng cho nam giới, bài của ngày tiếp theo. Bài ngày hôm nay Kim Toàn lại tiếp tục chia sẻ với các bạn cách tập làm sao và các kiến thức làm sao để các bạn có thể khỏi hoàn toàn căn bệnh xương khớp của mình nhé. Đây là căn bệnh quốc dân. Chính vì vậy để xử lý được vấn đề này cũng vô cùng dễ và đơn giản. Chỉ cần lắng nghe thôi, chỉ cần tập luyện theo thôi. Còn nếu như các bạn không tập theo đấy thì không bao giờ có được kết quả cả. Tại vì sao ạ? Chẳng có một cái điều gì có thể chỉ làm một phút, một khắc là có thể đạt hiệu quả ngay đúng không? Chúng ta cần phải có sự kiên trì, có sự chịu khó, có sự chịu khổ. Mà kiên trì, chịu khó, chịu khổ là cái gì? Là lặp đi lặp lại một cái việc gì đó rất là nhàm chán, chán lắm, chán đến mức độ mà còn không muốn làm cơ. Nhưng chính nhờ lặp đi lặp lại những cái việc mà chán vô cùng đó thì sẽ có kết quả. Bằng chứng chứng minh rồi, tất cả các ngành nghề, tất cả các công việc đều như vậy hết. Rồi sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn, xoay tay bên trái trước. Vấn đề xương khớp cực kỳ dễ xử lý luôn, đổi bên. Chỉ là do các bạn ăn sai cách, ăn không cân bằng dinh dưỡng và không tập luyện gì cả. Có vậy thôi, rồi xoay cổ. Còn đừng ngồi đó, đừng mệt mỏi, đừng rên gì, đứng dậy đi, tập luyện đi, đổi bên. Cuộc sống là cân bằng mà.
chúng ta không thể dùng rất 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 nhiều sức khỏe, thời gian, công sức, thậm chí cả sinh mệnh của mình nghiêng hai bên để đổi đánh đổi lấy tiền bạc, đúng không? Cuối rất sau, rất nhiều người cứ nghĩ rằng là cố gắng vài ba năm, sau đó là nghỉ ngơi. Còn sống là còn khổ, làm gì có chuyện không sống là không làm việc đâu. Vung tay, không làm việc này thì làm việc khác, không chân tay thì đầu óc, đúng không? Làm gì có chuyện mà làm vài ba năm rồi nghỉ dưỡng cả đời được. Vung tay lên, không có đâu. Thôi, vâng ngang. Thôi, bước rộng hai chân. Thôi, xoay gối, xoay vào trong. Chỉ có những người thực sự trải nghiệm rồi đấy, có nghĩa là cơ thể có tổn thương xương khớp rồi, đào ra, thì mới hiểu được cái giá trị của sức khỏe. Thường ở tầm cái tầm tuổi đó thì chúng ta đã khá là nhiều tuổi và lớn tuổi rồi. Chùm hai chân. Năm 60 trở lên rồi, cuộc sống lúc đó nó cũng rất là ổn rồi. Thôi giàu thì đã giàu rồi, nghèo thì cũng đã nghèo rồi, được cái gì thêm thì tốt, đổi bên. Tuy nhiên vẫn phải giữ cái thế thủ, có nghĩa là thế tốt nhất. Hiện tại là thế tốt nhất. Có thể tốt hơn đấy, nhưng mà có sự đánh đổi thì chúng ta cũng không cần thiết. Và thực tế là đại đa phần là như vậy nhá, căng cơ. Và sức khỏe của chúng ta cũng như vậy thôi. Nếu như các bạn không nâng cấp sớm đấy, hoặc không nâng cấp đúng cái thời điểm mà nó xuống cấp ấy, thì chúng ta để mất cái cơ hội. Thành ra đến khi chúng ta muốn nâng cấp lại rất là khó, thậm chí là mất rất nhiều nguồn lực, mà cũng không được như cái ý chúng ta mong muốn nữa cơ. Nghiêng trái. Chính vì vậy nâng cấp và rèn luyện sức khỏe là cái việc hàng ngày. Cũng giống như các bạn không làm gì vẫn phải ăn ấy. Chúng ta chẳng làm gì chúng ta vẫn có phải duy trì cái sức khỏe tốt nhất đã, để dành. Biết đâu mình có cái cơ hội sử dụng không? Có khỏe thì mới đẹp chứ, làm gì có khỏe đẹp. Trẻ đẹp xong mới khỏe, đúng không? Đẹp thì không chắc đã khỏe, nhưng khỏe thì chắc chắn là đẹp đấy. Đổi bên. Và khỏe thì mới kiếm tiền được chứ. Chứ đầu óc mệt mỏi, thể xác mệt mỏi thì làm sao mà kiếm được tiền, đúng không? Làm sao có thời gian học tập thêm cái gì? Xoay trái. Kim Toàn đang hướng dẫn một lớp toàn các thầy các cô thôi. Nhà chùa, các thầy các cô thì đạo đức tuyệt vời, ăn uống rất là thanh đạm, sạch sẽ. Tuy nhiên là không cân bằng dinh dưỡng cũng dẫn tới là sức khỏe xuống cấp rất là nhiều. Đổi bên. Nhưng nếu như để yếu quá đấy, yếu đến ngưỡng mà chúng ta không thể di chuyển để mà học tập được. Bây giờ cứ nghĩ đến di chuyển học cái gì rất là khó, rất là ngại, đúng không? Thì điều gì xảy ra, chúng ta chả có được cái gì cả, mệt mỏi lắm. Thôi đẩy lên. Đan hai tay vươn. Các bạn cứ cố gắng tập cùng với Kim Toàn nhé. Liệu trình sau Kim Toàn sẽ chia sẻ tất cả kiến thức về rối loạn chuyển hóa liên quan đến nội tiết của nữ, không cân bằng nội tiết, chu kỳ kinh nguyệt không đều, tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe của bộ phận sinh dục. Bộ phận sinh dục có rất nhiều người không sử dụng tới, đặc biệt là những người liên quan đến họ tập luyện và tu hành. Nghiêng người sang bên. Những cái việc không sử dụng tới đấy, vẫn phải đảm bảo sức khỏe nhé. Tránh cái trường hợp là cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi, nó loạn xạ cả lên, căng thẳng kinh khủng luôn. Nam giới cũng vậy thôi. Cái nội tiết của nam giới cũng không khác gì nữ giới. Đổi bên. Rất nhiều người có tiền, có địa vị xã hội, có kiến thức, nhưng sức khỏe của bộ phận sinh dục của mình cũng rất là tệ. Nguyên nhân cũng rất là đơn giản, và cách xử lý cũng vô cùng đơn giản. Đơn giản nhưng với điều kiện là phải học, phải tập. Chứ nếu không học, không tập thì Kim Toàn cũng chịu. Chẳng có cái sản phẩm nào xử lý được vấn đề đâu. Các bạn đã từng có trải nghiệm rồi, đã từng có nỗi đau rồi, đã từng có vấn đề rồi, thì biết rồi đấy. Thôi nên căng tay. Chúng ta không thể xử lý vấn đề bằng thuốc được. Tại vì nguyên nhân dẫn tới cái vấn đề của chúng ta nó vẫn nằm đó. Thuốc nó chỉ làm sao? Chữa trị, điều trị ngay tức khắc tại thời điểm đó thôi.
có sau đó nó lại tái lại chứ, lại hỏng tiếp chứ, đúng không? Các bạn có thể uống thuốc cả đời đâu, đúng không? Chúng ta có thể ăn cơm cả đời, ăn thịt ăn cá cả đời, nhưng không thể uống thuốc cả đời được. Rồi, để đến ngưỡng độ nó nặng quá, giống như chuyển rối loạn chuyển hóa bị tiểu đường ấy. Các bạn để ý những người bị tiểu đường là làm sao, nặng quá là cứ phải tiêm insulin thôi, rất là thiệt thòi. Mà trong khi đó chữa bệnh tiểu đường là vô cùng dễ luôn. Làm sao ạ? Cực dễ luôn. Chỉ cần làm sao ạ? Ăn uống cân bằng lại đường là tự động tuyến tụy của mình nó khỏe dần lại theo thời gian thôi. Thôi bước dòng chân, nghiêng trái. Kim Toàn sẽ cố gắng làm các cái chuỗi bài thật là đều đặn và nhiều. Tất cả các chuỗi bài này chủ yếu là cái kiến thức mà Kim Toàn góp nhặt được hơn 20 năm làm việc của Kim Toàn. Căng nhá, chắc chặt chẽ. Đổi bên. Căng chắc chặt chẽ. Tuy nhiên trong cái quá trình mà học tập và làm việc đấy cũng rất là khó khăn. Các bạn hình dung để quay được cái bộ video như thế này đấy là cần phải chuẩn bị khá là nhiều. Thậm chí là còn phải tự học cái cách làm đăng YouTuber. Đăng làm sao câu view câu kiếc làm sao, mệt mỏi vô cùng luôn. Khó lắm ấy. Thôi gặp người. Các bạn hình dung một người làm chuyên môn mà bây giờ lại phải biết cả công nghệ nữa, lại biết cả sale nữa, biết cả quảng cáo nữa. Khó vô cùng luôn, không thuê ai được đâu. Tại vì họ không có chuyên môn giống mình, họ không thuê được, mình cũng không thuê được họ. Hơn nữa là mình cũng phải tốn nguồn lực. Mỗi một ngày quay khoảng 2 video, 2 video mất 2 tiếng rồi. Cái nguồn lực đấy mình làm việc khác rất là giá trị. Thôi gặp người, ôm bên trái. Kim Toàn chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng là cái chuyên môn mà Kim Toàn muốn chia sẻ với các bạn ấy cũng không phải dễ dàng gì mà Kim Toàn làm được. Chính vì vậy nếu như các bạn thực sự mà có nhu cầu thì các bạn cũng nghiêm túc giống Kim Toàn đi thì mới ra kết quả được. Đổi bên. Tránh cái trường hợp là chúng ta không nhìn nhận được vấn đề, thành ra chúng ta cứ làm sao cứ gọi là xem cho nó chơi chơi thôi, biết biết thôi. Cái gì cũng xem, cái gì cũng chơi chơi, cái gì cũng biết biết. Thành ra rất là khó đạt ra được kết quả nào cả. Khó vô cùng luôn. Đã không làm thì thôi. Đã làm là phải nghiêm túc mà cam kết là ra kết quả. Không ra kết quả sẽ chịu trách nhiệm về cái hành động và lời nói của mình. Thôi, đè không? Nếu như ai đó đang tập cùng với Kim Toàn ấy mà chỉ cần tập được đến bài thứ 10, 10 năm thôi thì các bạn đã trải nghiệm thế ngay rồi đúng không? Càng tập các bạn sẽ càng khỏe. Không chỉ khỏe mỗi xương khớp đâu mà còn khỏe rất nhiều thứ nữa cơ. Chỉ cần xương khớp các bạn khỏe nhá là cơ bắp các bạn cũng săn chắc lên. Và đồng thời các bạn cũng khó có chuyện mà bị mất ngủ hoặc là khó ngủ đâu nhá. Có nghĩa là chúng ta được rất nhiều lợi ích kép. Chỉ có điều là Kim Toàn nên muốn tập trung triệt để vào một vấn đề một thôi. Tránh cái tình trạng là nó giống như câu view, câu reel đấy. Rồi đổi bên. Ví dụ như thế này, có những cái câu view như thế này: tăng 4kg một tuần. Tăng 4kg một tuần, lại cân bằng nội tiết nữ. Có nghĩa là được lợi ích kép, nói thẳng ra như vậy. Thực sự mà nói để mà triệt để được đạt như vậy đấy thì đúng là có thật. Nhưng những một liệu trình nhất định đấy. Rồi đè gối. Mỗi một liệu trình thì nhất định phải tập trung vào một việc thôi để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tránh cái tình trạng là chúng ta được lan man. Tại vì thực tế nó vẫn được như vậy, nhưng không cần phải nói rõ là như vậy. Ví dụ như bây giờ Kim Toàn chia sẻ cái liệu trình là trị liệu về xương khớp, tất cả các vấn đề liên quan đến xương khớp, và Kim Toàn cam kết là khỏi nếu như làm đúng, cũng như là trong trường hợp bị nặng quá thì phải chia sẻ với Kim Toàn. Thì Kim Toàn cam kết được, nhưng bây giờ lại nồng ghép thêm là cân bằng nội tiết nữa. Đổi bên. Mặc dù có là cân bằng nội tiết ở trong đây đấy, có rất nhiều động tác giúp cân bằng nội tiết, có rất nhiều kiến thức giúp cân bằng nội tiết, tuy nhiên sẽ không đủ đầy được. Tại vì cái kiến thức chia sẻ đi mà nói mãi về xương khớp nó còn chẳng hết, chứ nói chi là lại còn lan man sang những cái lĩnh vực khác nữa. Rất là mệt mỏi, ù tai người nghe. Có phải ai cũng có nhiều kiến thức, nhiều thời gian, nhiều cảm xúc để mà ngồi đây mà ghi nhớ đâu đúng không? Rồi, sọc dọc. Chính vì vậy để ra được những liệu trình như này đấy thì Kim Toàn phải làm rất mất nhiều thời gian. Mỗi một liệu trình mấy chục buổi, nhiều thời gian vô cùng luôn, nhiều vô cùng luôn ấy. Và liệu trình sau Kim Toàn đã tập trung vào tất cả kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ giới. Rồi, đổi bên. Đối với nữ giới đấy, thì thực sự mà nói đấy, đại đa số nữ giới các bạn còn không biết bộ phận sinh dục của mình nó như nào ra làm sao, hình dáng như nào ra làm sao, và tên gọi nó là gì. Chán chưa?
các bạn có thể hiểu một chút về cái xe pháo cũng chưa chắc đâu. Hầu hết nữ giới người Việt chúng ta là rất kém chịu bổ sung các kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Thôi vặn người, một phần vì chúng ta thấy hài lòng với cuộc sống rồi. Đại đa phần phụ nữ Việt Nam đấy là lấy chồng, sinh con có trai có gái, thế là hài lòng với cuộc sống rồi. Thực ra như vậy cũng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Gia đình có ổn định thì xã hội mới phồn vinh và phát triển được, đúng không? Tuy nhiên là các bạn quên mất điều rằng là cái nghĩa vụ và trách nhiệm thì các bạn làm tốt rồi, nhưng cái cơ thể của các bạn ấy thì nó cần được chăm sóc. Qua các chu kỳ, qua các thời gian đổi bên, có rất nhiều người đấy là không biết sinh nở gì cả, để tăng cân thành mười mấy 20 cân, bụng hỏng hết, nở bung hết, vỡ hết, dạn hết, thương cực kỳ luôn, thương lắm luôn đấy. Nhìn trông mà nó thật sự nó khốn khổ, khốn nạn cơ, chứ không phải là nhìn nó trông nó tiếc, nó xót chứ. Sao mình xót cái cơ thể của mình vậy mà mình thiếu kiến thức. Chứ nếu như các bạn gặp Kim Toàn sớm đấy thì các bạn chỉ tăng 8 đến 12 cân thôi, không bở được bụng đâu, thậm chí sinh nở xong còn đẹp hơn đấy. Thôi đẩy tay sang hai bên. Và rất là thiệt thòi nếu như các bạn lại rơi vào cái trường hợp là lại phải cáng đáng chăm sóc cả kinh tế cho gia đình nữa. Người phụ nữ mà vừa làm việc của nữ giới, vừa làm việc của đàn ông, vừa phải dịu dàng như nữ giới, vừa phải ý chí và mạnh mẽ như đàn ông, thì liệu còn năng lượng không, còn thời gian không, rồi nhổm dậy để mà quan tâm đến cơ thể của mình đâu. Thậm chí là kiệt lực, tàn lực, hết sức khỏe không còn gì cả. Đến cái lúc mà cuộc sống nó ổn ổn rồi, có thể gọi là hết sức rồi, đổi bên không còn nhiều sức lực nữa, cũng không còn nhiều tham vọng nữa, con cái thì cũng gọi là hơi tặc lưỡi, thế là được rồi, thì bắt đầu mới chăm sóc cho mình thì hết thời gian mất rồi. Nghiêng cạnh, chúng ta còn thời gian nữa đâu. Tính ra có thời gian có trên mặt đất, trên cuộc đời này cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Mà cái chất lượng hiện tại sức khỏe của chúng ta nhé, nó cũng không tốt được nữa. Thành ra chúng ta cảm giác sống như nó mệt mỏi lắm, cuộc sống nó mệt mỏi chứ nó không vui vẻ thoải mái nữa. Nghiêng cạnh, trước đây trẻ thì có sức khỏe nhưng lại không có tiền, không có bệnh tật gì cả, thành ra cũng chả cảm nhận được cái sự vui sướng nó như thế nào. Đến khi mà già rồi, có bệnh rồi thì mới biết được cái giá trị của sức khỏe nó giúp mình vui sướng như nào. Rất hiếm khi có thể là có được khỏe mạnh và thoải mái một ngày, các bạn cảm giác vô cùng sung sướng luôn. Cả bản thân Kim Toàn cũng vậy, rất là dễ chịu, vui vẻ và sung sướng khi có một ngày nào đó mình cảm giác cái rằng là hôm nay rất là bình an, hôm nay rất là thoải mái, hôm nay chơi đi không phải lo nghĩ điều gì cả, ngủ đã đi không phải thức dậy, đúng không? Rất hiếm khi chúng ta có những cái thời gian và có những cái trải nghiệm như vậy. Rồi, sau đây mời các bạn tập cùng với Kim Toàn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ thế đè hông, xoay người sang bên trái. Các bạn cố gắng đo lường nhé. Đo lường là như thế này này. Ngày hôm nay chúng ta tập mà nó chỉ đè được một ít ít thôi, có nghĩa là không đè được sâu như thế này, đúng không? Ngày sau, 15, 20 ngày sau chúng ta tập chăm chỉ, nó đè sâu được xuống, thì có nghĩa là đang có tác dụng đấy, chứ không phải là không có tác dụng đâu nhé. Có tác dụng, chỉ là mỗi thứ một chút, các bạn không nhìn ra và các bạn không đo lường được, thành ra các bạn chủ quan. Có khi có rất nhiều người bỏ ngay sau khi một vài buổi, thậm chí do video vừa mở ra cái là tắt luôn, đúng không? Rất là lãng phí luôn. Thì cái việc kiên trì, Kim Toàn nhấn mạnh rất là nhiều lần rồi, chịu khó và kiên trì. Kiên trì là cái từ mà họ dùng rất là nhiều, mọi người dùng rất là nhiều trong cái việc rèn luyện nâng cao sức khỏe thể chất. Kiên trì chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại một cái việc gì đó rất là chán, chán vô cùng luôn. Giả thiết cái động tác đè hông này giữ cả vài phút đồng hồ một, hoặc nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng. Rồi, dựng cái bàn chân sau lên, đè gối, căng nhá, đúng không? Thì nó mới ra kết quả được. Thì cái việc chịu khó cũng vậy. Chịu khó là có nghĩa làm sao ạ? Rất là chăm chỉ làm một cái việc gì đó thường xuyên và lặp đi lặp lại. Trời mưa cũng như trời nắng, ngày lễ cũng như ngày Tết, đúng không? Thì nó mới ra kết quả. Còn chịu khổ cũng vậy. Ôi trời ơi, nghĩ đến đã thấy nhọc rồi, quãng đường rất là dài, đúng không? Kiên trì, chịu khó, chịu khổ, áp lực lớn như vậy mà vượt qua được ấy, mà chịu đựng được ấy, thì các bạn mới ra được cái thành quả. Tuy nhiên cũng còn tùy, có rất nhiều người thành quả rất là tuyệt vời, còn cũng có rất nhiều người thành quả có khi còn tệ hơn ấy. Và tất nhiên, kể cả có tệ đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nâng được cái tầng tư duy của mình lên những cái tầng tư duy mới, có nghĩa là có cơ hội tiếp cận những kiến thức tốt, đúng không? Những kiến thức đó chắc chắn là đang giúp các bạn làm sao ạ? Bổ sung vào kho tàng kiến thức của các bạn đang có. Nào thế, trường tấn, chống ngón tay nhổm người dậy.
Và thực tế chứng minh rồi, có rất nhiều người giỏi lắm, giỏi cực kỳ luôn. Họ có kiến thức trong người, thì cho dù họ có làm hỏng việc này thì việc khác họ vẫn làm tốt, đúng không? Thậm chí có làm hỏng hết tất cả họ vẫn làm lại được thôi. Trừ cái trường hợp là chúng ta không có cái kiến thức trong người, thành ra chúng ta chỉ chộp giật thôi. Chộp giật một điều gì đó, chộp giật một điều gì đó, thấy cái gì tốt thì làm, cái gì ít tốt chúng ta bỏ ngay. Cứ lặp đi lặp lại quá trình đó thì cũng nhanh lắm, chẳng mấy chốc cũng già mất rồi. Và tất cả mọi thứ trên cơ thể chúng ta nó cũng như cái áo vá đấy, chắp vá. Sức khỏe thì thiếu một chút, có một chút. Tinh thần cũng vậy, cảm xúc cũng vậy, tư duy cũng vậy, mọi thứ đều như vậy. Và rất là lãng phí, cả cuộc đời gần như không có cái gì nó thuộc về mình cả. Duy trì nhá, căng chắc chặt chẽ. Chỉ cần các bạn làm sao cố gắng giữ đủ thời gian cùng với Kim Toàn, chống hoàn toàn bàn tay phải xuống, thế góc xoay người. Kim Toàn có biết là có rất nhiều người đang tập trong lớp của Kim Toàn ấy, từ chối thẳng thừng tất cả những kiến thức nâng cấp sức khỏe một cách chủ động. Và Kim Toàn giải thích rất là rõ rồi, các bạn cũng đã được nghe sự giải thích rồi đúng không ạ? Hầu hết các kiến thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe chủ động của chúng ta đấy đều vây quanh cái chủ đề là dinh dưỡng và tập luyện. Tuy nhiên có rất nhiều người, thực sự là có cực kỳ nhiều người luôn, đến tập cùng với Kim Toàn thì thích tập lắm, thích tập luôn đấy. Thậm chí còn giục thầy dạy để hướng dẫn mình đấy. Nhưng mà thầy Kim Toàn nhắc đến ăn cái này cái nọ cái kia là giúp khỏe mạnh hơn, lắc đầu luôn. Lý do tại sao thì Kim Toàn chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không ạ? Là do các cái loại vi khuẩn tiêu hóa chuyển hóa hỗ trợ lên men các loại thực phẩm các bạn ăn vào đấy, nó có quá nhiều rồi. Bây giờ nó điều khiển cái hành vi của các bạn rồi. Rồi chống tay phải tay trái xuống, bước lùi thế tấm ván. Các bạn hình dung này, cái người mà béo đấy, mà ham ăn đấy, thèm ăn lắm, nhìn thấy thức ăn đã nghĩ nó chảy nước miếng rồi. Và những cái người tham ăn nhiều quá mà trở thành bị bệnh gút, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch đấy, mỡ nội tạng đấy. Kim Toàn nói thật nhá, các bạn cũng xấu, cũng bẩn, cũng bệnh tật, không khác gì những người nghiện. Các bạn để ý xem những người nghiện lúc nào mắt mũi của họ cũng lờ đờ, mồm miệng thì lúc nào cũng ngáp ngáp buồn ngủ đúng không? Thì cái người béo cũng như vậy thôi, mắt mũi lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ, mà họ có thể ngủ ở bất kỳ đâu, ngủ gáy khục khục cơ, chảy cả nước miếng ra, gối yếc là vàng khè cả lên đúng không? Người gầy cũng vậy, người bị đau ốm bệnh tật cũng vậy, lúc nào cũng lờ đờ năng lượng tụt. Rồi thế con mèo năng lượng thì tụt đúng không? Ánh mắt lúc nào cũng thất thần ngây dại, cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi căng thẳng, năng lượng thì không thể lan tỏa sang giúp sang người khác tích cực được. Nói cái chuyện vui hay cái chuyện buồn gì đi chăng nữa, thậm chí nói chuyện bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, cũng là sao mặt cũng nhăn, cũng thể hiện cái sự mệt mỏi trên gương mặt của mình, trong cái cử chỉ hành vi lời nói của mình rất là mệt mỏi. Hoặc là ầm ĩ gào thét lên, có nghĩa là năng lượng của họ ít quá, ít đến ngưỡng mà họ phải phản ứng như vậy. Thì các bạn hình dung là những cái người có bệnh này, những cái người béo quá này, những người gầy quá này, những người có vấn đề liên quan đến rối loạn chuyển hóa này, đều bị tụt năng lượng hết. Cái câu hỏi đặt ra bây giờ là làm gì để giúp chúng ta giải quyết được cái nỗi đau đó? Đôi khi đấy, chẳng bao giờ chúng ta hỏi, mà chúng ta chỉ thích mua thôi. Rồi, giữ thẳng người ra, nằm sấp, nắm hai tay của mình lại, nằm cái lồng ngực của mình lên tay, móc chân vào nhau thì con thuyền, nâng chân lên. Rồi, khóa chặt bất động trong tư thế nhá, càng chặt càng tốt, càng căng càng chắc, càng chặt càng tốt. Trong cái liệu trình mà giúp người gầy tăng cân ấy, thì Kim Toàn chia sẻ rất là nhiều. Là do là cái não bộ của các bạn, của những người gầy đấy, là nó hết năng lượng, thành ra nó không nhìn nhận được cái vấn đề là gầy nó có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe, sắc đẹp và giao tiếp xã hội, cũng như cả công việc luôn đấy. Thì những người béo cũng vậy thôi. Nếu như các bạn không nhìn nhận được cái việc mình béo nó ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của mình, đối với sắc đẹp của mình, đối với cái nguồn năng lượng mà mình lan tỏa ra cái cuộc đời này, và đối với cái công việc của các bạn đang làm, thì các bạn sẽ chẳng bao giờ nâng cấp được mình lên đâu.
Ai chẳng ai muốn đi cùng một người vợ, một người chồng béo như con nợn, ục ịch bụng tròn vo, ngồi ăn uống thì tồm tộp, ngủ thấy gáy khồng khọc đúng không? Đi lại thì huỳnh huỵch. Giàu đâu chưa biết nhưng mà rất là kém sang, trông cực kỳ mệt mỏi luôn. Nếu như ai đó mà người ta rất là mệt mỏi, người ta căng thẳng, người ta nhìn những người đó người ta còn mệt hơn. Vậy thì mình không giúp được người ta cái điều gì thì cố gắng là đừng làm phiền người ta. Thôi xấu quá, bệnh quá thì thôi ở nhà nghỉ ngơi, đi ra ngoài đường làm gì, tương tác làm cái gì nữa đúng không? Làm mệt cả mình, làm mệt cả người khác. Sức đâu ra mà đi chơi. Họ đi chơi họ có sức họ kéo mình đi. Rồi hạ xuống. Trong khi đó là mình mệt quá, mình còn cáu, mình còn gắt. Thôi kệ tôi, không phải nôi, không phải kéo. Rồi đẩy lên. Năng lượng của mình nó mệt mỏi, nó tụt như vậy. Và thực tế là chứng minh như vậy rồi đúng không? Đẩy xa người về sau, úp mu bàn chân. Những người mà xương khớp đau nhức đấy, thoái hóa thoát vị, gai khớp gối, tràn dịch khớp gối, gai gót, có bệnh mệt mỏi vô cùng luôn. Chúng ta chẳng muốn và chẳng thiết cái gì cả. Mệt lắm đấy. Có cảm giác như là làm ơn để cho tôi yên. Tôi không mong muốn bạn giúp đỡ tôi điều gì đâu. Cứ để cho tôi yên là được. Và cố gắng đừng làm phiền đến tôi. Tôi đang ngồi một chỗ rồi. Tôi cố gắng không làm phiền đến ai rồi. Mọi người đừng làm phiền đến tôi. Chúng ta mệt đến ngưỡng độ mà gần như là buông bỏ mọi thứ, gần như là thờ ơ với mọi thứ. Rất là đáng tiếc đúng không ạ? Ngoài kia còn vô vàn nhiều người, nhiều lắm, còn không có mà ăn cơ. Thậm chí là còn nợ nần, con cái còn ốm đau bệnh tật, bố mẹ lại còn làm sao ạ? Liệt giường nằm đó, nhiều người vất vả lắm, nhiều người nhọc lắm. Chúng ta không ăn thua gì cả. Chỉ có điều là chúng ta tìm được cái giải pháp thôi. Và chúng ta, các bạn và Kim Toàn may mắn lắm mới gặp được nhau. Thì Kim Toàn đang trao tặng các bạn một cái giải pháp để giúp xử lý tất cả những vấn đề đó. Thì các bạn chỉ cần làm sao ạ? Cố gắng tương tác với Kim Toàn thôi. Rồi dừng hai chân lên đè về. Thì chó sẽ mình. Cố gắng và tương tác nhé. Tuy nhiên tương tác là phải nghiêm túc và phải đo lường được. Tránh cái tình trạng là nghiêm túc nhưng mà không đo lường được. Chả biết mình như nào ra làm sao cả. Cứ hùng hục tập thôi. Không quan tâm. Giả thiết như tư thế chó giữa mình đúng không? Tư thế này này. Hôm nay các bạn đè được ít thôi, ngày mai đè được căng thêm một chút. Tháng sau lại rất là căng. 2 tháng nữa người có khi tập tốt hơn cả Kim Toàn. Thì có nghĩa là nó đang có tác dụng. Nó đang có ra kết quả. Đúng không? Kết quả nhá, chỉ cần 3 buổi đã nhìn thấy rồi. Chứ không phải là nhiều năm mới thấy đâu nhá. Kim Toàn không bao giờ dùng cái từ mà bảo tập thể dục nó chậm nhưng mà nó chắc. Kim Toàn không bao giờ dùng từ chắc. Chậm cũng không bao giờ chắc. Làm gì có cái định nghĩa chậm mà chắc được. Chậm mà chắc là gì? Do cái câu cửa miệng thôi. Nhanh chắc gì đã hỏng. Chậm chắc gì đã chắc. Đúng không? Phải cái đủ độ chín. Có nghĩa là phải đủ thời gian, đủ độ chín. Ví dụ mỗi động tác phải giữ 45 giây thì nó mới có kết quả. Các bạn chậm hơn nữa thì chỉ có toang thôi. Giữ đến 5 phút một động tác thì chắc là hỏng hết cơ bắp đúng không? Rồi duỗi ra. Hạ gối của mình xuống. Thế nạc đà rồi. Rồi chống hai tay ở gót chân này. Xu người lên. Cho nên cái việc mà chậm mà chắc ở trong tập luyện giáo dục thể chất này đấy, nâng cao sức khỏe một cách chủ động, nó làm gì có chậm mà chắc. Các bạn mà chậm đấy, quá, giữ động tác mà lâu quá hơn mức bình thường như này này, thì chỉ có hỏng luôn xương thôi chứ khỏi phải chữa nữa. Đúng không? Còn nếu như các bạn vẫn thờ ơ, ôi tôi bận cái này, bận cái nọ, bận cái kia, tôi không tập được đấy. Dỗi bận, lý do, đúng không? Nó sẽ chuyển từ giai đoạn 1 thành giai đoạn 2. Chúc mừng các bạn. Có nghĩa là chậm mà chắc đấy. Chậm mà chắc chắn sẽ thành giai đoạn 2. Chứ không phải chậm mà chắc chắn đạt kết quả đâu. Cứ lặp đi lặp lại một việc đùng đình chậm chạp kết quả nó sẽ ra đâu. Không có đâu. Lặp đi lặp lại một việc nhưng nhiều thời gian quá, cụ thể là thông qua động tác này, thì chỉ có chắc chắn chuyển sang giai đoạn tiếp theo thôi. Có nghĩa là hỏng nặng thêm đúng không? Duy trì nhá. Nâng cao vai và lồng ngực của mình lên. Bệnh xương khớp là một căn bệnh lặt vặt nhất, chữa dễ vô cùng tận luôn. Các bạn chẳng cần phải tập luyện cái gì phức tạp phù khoằm cả. Cứ tập cùng với Kim Toàn 30 buổi này, lặp đi lặp lại và liên tục đo lường. Mỗi một ngày các bạn sẽ thấy mình dẻo lên một chút, khỏe lên một chút. Và càng tập thì càng khỏe. Tuy nhiên muốn gia tốc thật nhanh, thần tốc gia tốc thật nhanh, thì các bạn cần phải tương tác với Kim Toàn để có cách ăn uống nó chuẩn hơn nữa. Rồi siết chặt bụng của mình, cuộn người lên.
gù lưng nhá, cho đỡ đau lưng. Kim Toàn không kêu view cũng chẳng giật tít, cũng chẳng mong muốn có nhiều người xem kênh YouTuber của Kim Toàn. Chỉ cần có tầm khoảng 3 đến 500 người bạn thực sự mong muốn quan tâm chăm sóc sức khỏe chủ động, Kim Toàn chăm vài trăm người đó đã là hết cuộc đời rồi, chẳng hơn được đâu. Còn trong quá trình tập, may mắn lắm thì gặp được những người tuyệt vời. Rồi bước chân phải của mình lên thế đè không? Sau khi các bạn xử lý tốt được cái vấn đề của các bạn, đỡ đau lưng đúng không? Khỏi bệnh gì đó, vui vẻ thoải mái hơn. Các bạn có thừa nhiều thời gian các bạn chia sẻ những cái điều mà Kim Toàn đang chia sẻ này, thì tự động cái mức độ chia sẻ nó rất là rộng. Chứ không phải là Kim Toàn cứ chia sẻ, cứ bán hàng, chăm sao được hết. Một người chúng ta không thể chăm được hết, sức đâu rồi mà chăm, còn phải để dành chăm người khác nữa chứ. Còn nếu mà cán bộ công nhân viên mà nuôi dưỡng thì lâu lắm, còn lâu mới có được chuyên môn đúng không? Tại vì cán bộ công nhân viên họ cũng chỉ là người bán hàng thôi, chứ họ có phải là người có chuyên môn đâu. Và thậm chí họ cũng chẳng có cái nỗi đau như vậy, thành ra họ không có trải nghiệm. Chính vì vậy mà những người tập cùng với Kim Toàn mới là làm sao? Những người có trải nghiệm thực, những người có nỗi đau thực. Và nếu như các bạn chia sẻ thì đấy mới là câu chuyện có thực, người thực, việc thực. Rất là tuyệt vời đúng không? Chính vì vậy các bạn cứ tập đi, cứ đo lường đi, thấy tốt hãng chia sẻ nhé. Tránh trường hợp là chưa cảm nhận cái gì đã chia sẻ. Và cũng đừng buôn bán cái gì vội, cứ thấy tốt đã. Mình đang sử dụng trên cái trải nghiệm của bản thân mình mà. Rồi, đè gối với dài hai tay về trước. Kim Toàn là một chuyên gia và cũng chính là người có trải nghiệm thực tế từ những cái việc mà làm hỏng xương của mình do quá trình tập luyện xảy ra. Thì có nghĩa là Kim Toàn vẫn có cái vị thế là người tiêu dùng thông minh, có kiến thức mà. Tuy nhiên cũng có bao giờ bị đau xương khớp đâu mà biết cụ thể nó như nào ra làm sao. Mà chẳng qua là mình có chuyên môn, mình sửa chữa rất là nhiều, mình giúp đỡ rất là nhiều khỏi bệnh, thành ra mình cảm nhận được cái việc đó. Chứ để thực tiếp trải nghiệm nấm vào cơ thể mình cái cảm giác đau đớn và khó chịu như vậy thì không có, đúng không? Thì các bạn là những người mà có những cái cảm giác, những trải nghiệm như vậy, thì khi các bạn chia sẻ sẽ đứng trên cái vị thế là người tiêu dùng thông minh. Các bạn sử dụng cái dịch vụ ABC của Kim Toàn này thì Kim Toàn đang giúp đỡ các bạn khỏe mạnh hơn, đúng không? Và sau khi các bạn khỏe mạnh hơn thì các bạn chia sẻ lại cái điều của mình nhận được từ Kim Toàn cho người khác, thì đó là người tiêu dùng thông minh. Rồi, chúng ta nhổm dậy. Cái việc chia sẻ giúp người khác khỏe mạnh lên ấy, nó rất là thú vị. Nó giúp các bạn có cảm giác rằng là chúng ta có giá trị hơn trong cái cuộc đời này. Cái việc mà chúng ta sinh ra đấy, chúng ta làm gì ở cái trái đất này, ở cái mặt đất này đấy, nó có ý nghĩa hơn. Chứ không phải là chỉ đơn giản là kiếm manh cơm manh áo rồi sống thôi. Tất nhiên mỗi người có một cái mục tiêu, một cái giá trị khác nhau, ai cũng tốt hết. Thì bản thân Kim Toàn là mong muốn trao đi những cái kiến thức mà mình tích lũy được trong cái quãng thời gian làm việc của mình, chủ yếu là thông qua các cái bài tập. Thông qua bài tập nhá, là Kim Toàn truyền tải các kiến thức chăm sóc sức khỏe cá nhân một cách chủ động, để từ đó các bạn có thể hoàn toàn chủ động nâng cấp sức khỏe của mình mà không cần phải dùng tới Kim Toàn hay bác sĩ. Nào, thế góc xoay người. Khi chúng ta biết rồi, chúng ta chủ động được hoàn toàn mà. Mà bản thân Kim Toàn cũng liên tục phải update kiến thức bằng cách là tương tác với rất nhiều chuyên gia, với rất nhiều người có những cái kiến thức tốt, với rất nhiều người có những cái kỹ năng chăm sóc sức khỏe tốt. Duy trì nhá. Căng, chắc, chặt chẽ. Căng, chắc, chặt chẽ. Căng, chắc, chặt chẽ. Căng, chắc, chặt chẽ. Cố gắng này, nhắm mắt của mình lại, hướng toàn bộ cái sự chú ý của mình vào trong cái vị trí mà chúng ta đang tập đấy. Càng cảm nhận cơn đau rõ ràng bao nhiêu thì quá trình phục hồi mọi tổn thương càng nhanh bấy nhiêu. Rồi, chúng tay của mình xuống, bước lùi chân thế anh hùng quỳ. Các bạn có thấy rằng là các động tác của Kim Toàn cứ lặp đi lặp lại thôi đúng không? Có quan trọng đâu. Tập nhiều động tác phức tạp làm cái gì? Chả giải quyết cái điều gì cả. Quan trọng là các bạn xử lý được vấn đề của mình. Đấy mới là vấn đề cốt lõi đúng không? Tránh cái trường hợp tập toàn những động tác giờ đất hỡi khủ khoằm vặn vẹo, mỗi ngày một kiểu. Kim Toàn không hướng tới những con người như vậy. Các bạn hình dung nhá.
suốt ngày cứ chạy đi chạy lại, chán cái này chán cái nọ cái kia. Lý do đơn giản thôi là những người đó không chịu đo lường được, không rút kinh nghiệm được. Mặc dù họ thấy rằng là tập thì khỏe lên thật đấy, nhưng mà họ không đo lường được rằng sao cái động tác này mỗi ngày chúng ta làm tốt lên một chút. Ví dụ cứ như thế này này, đối với những người bị gai gót chân là một nhá, thoái hóa cái khớp cổ chân này này hoặc là bong gân này, là những người đấy có nỗi đau rất là lớn và mong muốn chữa trị cái vấn đề này thì họ sẽ rất quan tâm tới cái động tác này, đúng không? Còn những người mà chả có cái vấn đề sức khỏe gì nhiều, hoặc là do cái đầu của mình hời hợt quá, mình chả cảm nhận cái sức khỏe của mình nó xuống cấp, thành ra cứ hôm nay mình đòi cái này, mai mình đòi cái khác, làm loạn cả cái lớp lên, đúng không? Hôm nay thầy ơi dạy cái này đi, thầy ơi dạy cái kia đi, điều khiển và vận hành cả huấn luyện viên. Kim Toàn có rất nhiều việc kiếm được ra tiền, chứ không phải mỗi một công việc này nhá. Đấy, chính vì vậy mà các bạn phải tập theo tôi là huấn luyện viên, tôi giúp các bạn làm sao khỏe mạnh hơn, xinh đẹp hơn, chứ không phải là tôi giúp các bạn vui hơn, đúng không? Vui là niềm vui là của các bạn, ở đây không phải chỗ vui, ở đây là cái công việc của tôi. Rồi, chỗ tay trái sang ngang, duỗi hai chân của mình về trước, thì càng duỗi nào, hết vào vươn lên. Rồi, căng chắc chặt chẽ nhá, căng chắc chặt chẽ, rất là dễ đúng không? Cứ được đến đâu hay đến đó, không ép, không gượng, không cố tình, không gì cả. Căn bệnh xương khớp, tất cả các bệnh về xương khớp đều là bệnh rối loạn chuyển hóa và là cái bệnh quốc dân của người Việt chúng ta. Còn một cái căn bệnh nó đi kèm với bệnh xương khớp, đó là bệnh thiếu cơ. Các bạn có thể rất là béo hoặc là bình thường, nhưng mà khi cân đo lên cái cân ấy thì các bạn đang bị thiếu cơ bắp. Các bạn không hề mình biết mình bị thiếu cơ đâu, không hề biết nhá, không biết một chút nào luôn, không hề biết một chút nào luôn đấy. Căng chắc chặt chẽ. Và khi thiếu cơ đấy thì đi kèm với làm gì ạ? Đi ngược lại là sao ạ? Là đau xương khớp. Và khi thiếu cơ, đau xương khớp thì nó lại kèm thêm một cái vấn đề nữa là mất ngủ và khó ngủ cực kỳ luôn. Có nghĩa là các bạn hình dung này, cái cơ bắp của chúng ta nó cần phải có đủ cái lượng cơ bắp thì hàng ngày nó mới làm sao ạ? Nó mới tải được hết cái khối lượng công việc mà các bạn làm đấy. Nhưng do các bạn làm nhiều xong lại thiếu cơ thì cơ của các bạn nó liên tục rách và tổn thương. Các bạn không nhìn thấy bằng mắt đâu, mà dưới kính hiển vi chúng ta mới nhìn thấy nhá. Thì cơ bắp chúng ta liên tục gà hàn, gắn vá suốt ngày suốt đêm. Trong khi đó nguồn năng lượng chúng ta đưa vào lại thiếu, thì điều gì xảy ra? Thân nhiệt các bạn tăng rất là cao, liên tục có các cái ổ viêm. Thậm chí nó thiếu nhiên liệu thì cái quá trình làm lành của nó rất là chậm đúng không? Cơ thể chúng ta tăng nhiệt rất là cao, thành ra là khó ngủ, mất ngủ. Rồi, rất là tuyệt vời, nhổm dậy. Có nghĩa là chúng ta bị một vấn đề này, nó sẽ lan man và mở rộng ra rất nhiều vấn đề khác, dậu đổ bìm neo mà. Có hai chân vặn người. Chỉ có điều là chúng ta không có kiến thức, thành ra chúng ta không nhìn nhận được vấn đề đó. Và các bạn muốn có kiến thức thì buộc phải tuân thủ cái việc là tập luyện cùng với Kim Toàn. Không thể có chuyện mà nói ba câu mà hết việc được đâu nhá. Có những người học, học cả đời còn chẳng hiểu thì thôi. Bằng chứng chứng minh là chúng ta đúng là học cả đời đấy. Học từ mẫu giáo, học đến hết đại học, mấy chục năm rời đúng không? Học tiếp cao học. Các bạn muốn trở thành giáo sư? Ví dụ giải thích giáo sư nhé. Giáo sư là thầy, giáo mà, giáo là thầy giáo, sư là sư. Cái việc mà muốn đứng trên bục giảng mà dạy đấy là thầy giáo khác hoàn toàn với việc gọi là mình gọi là cấp 1, cấp 3, cấp 2 là đại học nhé. Cái việc đấy là mình, các bạn làm sao chỉ là gọi là học sư phạm thôi, đúng không? Cấp 1, cấp 2, cấp 3 là sư phạm thôi. Còn dạy đại học mới dạy cao học ấy thì phải là giáo sư đúng không? Rồi buông lỏng quay lại. Giáo sư có nghĩa là các bạn phải có cái công trình khoa học. Vặn tiếp. Và cái công trình khoa học ấy phải liên tục được kiểm chứng, liên tục được chứng minh, đạt được cái hiệu quả, đo lường được cái hiệu quả. Tất cả công trình khoa học đều phải được đo lường, chứ không phải viết ra rồi để đấy xong rồi chứng minh miệng nhá. Chứng minh phải thời gian. Ví dụ như Kim Toàn này, muốn chứng minh được rằng là cái bài tập này, cái chuỗi bài tập này, cái lượng kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn ấy nó có giá trị thì phải chứng minh được. Mà muốn chứng minh được thì phải thời gian nó mới chứng minh được đúng không? Chứ không phải hôm nay chữa trị, mai chữa trị nó đã khỏi luôn rồi. Làm nhanh như vậy thì chỉ có thuốc giảm sốt thôi. Trên đời thứ duy nhất mà giúp các bạn phát hiện ngay ra
cái hiệu quả tức khắc tức thì đấy. Chỉ có thuốc giảm sốt thôi. Đang sốt đùng đùng uống phát hạ sốt ngay đúng không? Chẳng ngoài ra còn chẳng còn cái gì hơn đâu. Không có đâu nhá. Không có đâu, đừng có mơ mộng. Rồi, các chắc chắn chặt chẽ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí 3, 4, 50 năm. Có những người học hết giáo sư rồi, học đến tận làm sao, mấy chục năm rồi, sau đó lại mất thêm hàng chục năm rồi nữa, chứng minh cái công trình của mình nó đạt được hiệu quả. Cấp gì? Cấp phường, cấp xã, cấp quận, cấp huyện, cấp thành phố, cấp quốc gia, cấp quốc tế. Và cuối cùng là đạt giải, những cái giải Nobel đúng không? Cấp thế giới. Rồi, duy trì, buông lỏng quay lại. Rồi, co hai chân của mình vào lòng, thế lưỡi công ngồi. Thẳng lưng lên. Rồi, trải dài người về trước, gập sâu xuống. Bản thân bộ môn tập yoga đấy, đó là nó vốn dĩ đã là một cái giải pháp, một cái liệu pháp chữa lành tự nhiên cho tất cả các căn bệnh rối loạn chuyển hóa của cơ thể rồi. Và thời gian vài ngàn năm qua nó đã chứng minh được cái điều mà nó đem đến cuộc đời này, chứ không phải là Kim Toàn chứng minh nhé, mà là bộ môn này đã được thời gian kiểm chứng nhiều ngàn năm rồi, mà đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Các bạn thử hình dung một cách đơn giản xem, làm gì có một cái sản phẩm nào đó mà nó tồn tại đến nhiều ngàn năm rồi nó vẫn được sử dụng, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khỏi thắc mắc luôn về cái giá trị nó đem đến cho cuộc đời này, đúng không? Còn những người như Kim Toàn ấy là chỉ nhắc lại, làm lại, hướng dẫn lại, động viên lại, chỉnh chu lại, có nghĩa là chỉ điều chỉnh làm sao để các bạn làm sao đỡ thoát khỏi cái quy trình tốt nhất của nó, mà chuyển sang làm sao tự làm theo ý của mình, học tập lung tung linh tinh. Thì cái việc mà học viên làm sao ạ, cứ thích tập theo ý của mình ấy, điều khiển cả giáo viên ấy, có rất nhiều trong cuộc sống bây giờ. Nếu như ai đó mà tập cái môn gì một tầm thời gian sau lâu thì quen dần đấy, thì nó bắt đầu đúng là thế như vậy đấy. Rồi, nhổm dậy, duỗi hai chân của mình về trước. Rồi, Kim Toàn giúp các bạn tổng kết lại toàn bộ kiến thức trao đi của ngày hôm nay nhé. Yoga nó là một cái công cụ giúp các bạn chữa được căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương khớp, và Kim Toàn cam kết là khỏi hoàn toàn, với điều kiện nhé, khỏi hoàn toàn nhưng với điều kiện là phải tương tác với Kim Toàn, phải nói ra cái vấn đề của mình đang mắc phải, phải nói ra những cái vấn đề mà Kim Toàn hỏi các bạn thì mới có thể xử lý được triệt để. Tránh cái trường hợp là làm sao các bạn chỉ tập thôi đỡ, lát sau về nhà nó lại đau lại. Lý do tại sao rất là đơn giản thôi, các bạn ăn sai, các bạn tập sai, các bạn làm rất nhiều thứ sai và không đúng với khoa học của thế giới người ta lưu ý, đúng không? Và các bạn cũng đừng phải mất thời gian làm gì cho cái việc kiểm chứng cái lời Kim Toàn nói đúng hay không đúng nữa. Tại vì Kim Toàn chỉ là truyền tải lại tất cả những kiến thức từ xưa đến nay thông qua bộ môn yoga. Làm gì có một cái sản phẩm nào đó mà đã tồn tại trong cuộc đời này nhiều ngàn năm mà vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn tiếp tục phát huy và nở rộ như bộ môn yoga, đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta thay vì cái thời gian chúng ta tìm hiểu nó có tốt hay nó không tốt thì các bạn hỏi luôn Kim Toàn cho nó nhanh, dễ vô cùng mà. Nếu như các bạn vẫn ngại đấy thì các bạn cứ đánh cái dấu chấm ở dưới, chấm vào đấy vào bài một cái dấu chấm, thì Kim Toàn sẽ tự tác tương tác với các bạn, tự khắc nhá. Các bạn an tâm, đừng có lo điều gì nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ càng tập và sẽ càng khỏe, Kim Toàn cam kết về điều đó. Chỉ cần các bạn lại gặp lại Kim Toàn vào những buổi tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều.